nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Linh, chào tất cả khán giả. Em tên là Đinh Thị Lan Anh, năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Bến Tre. Hiện tại thì em đang làm giao dịch viên cho công ty dịch vụ viễn thông tại Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ làm việc, bữa nay lên Sài Gòn. Dạ. Em lên hồi nào? Dạ, em lên hồi 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Rồi. Tội nghiệp không? Hy vọng hôm nay em sẽ được đi coi phim với bạn trai bên kia. Em cũng mong những chị Tường nói. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Thanh Nhàn, em năm nay 29 tuổi. Em hiện sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Ủa? Trung hợp, trung hợp. Dạ, không cần lên. Ủa, em lên hồi nào? Dạ, em lên đây lúc 4 giờ sáng chị. Ủa, có chung với xe nào đi chung xe không? Em đi xe gì? Dạ, em dạ. Đi Phương Trang chị. Ủa anh? Dạ, em cũng đi Phương Trang. Hả? Trời ơi. Chuyến xe tình duyên. Hay quá. Quý vị thấy không? Đây phải nói là một trong những cái duyên đầu tiên hai bạn làm việc Cần Thơ nhưng hai bạn không gặp nhau. Và với chương trình Bạn Mới Hò, hai bạn đi chung một chuyến xe, chung một giờ và chung một Cần Thơ. Bây giờ em gái giới thiệu về mình đi ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm giác em mình biết nghĩ cho người khác, biết đặt mình vào vị trí người khác. Về việc nhà thì em làm cũng tốt và nấu ăn được. Rồi điểm yếu của mình là gì? Em thấy có nhiều bạn nữ nói chuyện nhỏ nhàng, nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tốn, thiện mỹ, em thì không được như vậy. Em nói chuyện nhanh có vẻ như là không được tự tính lắm. Không, chị thấy giọng em rất là hay. Mỗi khi mà em run em nói lại nhanh hơn. Run là nói nhanh hơn. Dạ đúng rồi. Rồi không sao, rất là dạ. Dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, sở trường của em là thể thao môn nào em chơi cũng được á chị. Em thì biết nấu ăn sơ sơ. Chắc luộc trứng với lại là trứng chiên là sở trường của em chị. Khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, khuyết điểm em có thể là em hơi nóng tính. Mỗi lần anh nóng tính như vậy thì anh giải quyết như thế nào anh? Ví dụ như hai người quen nhau hoặc là cãi nhau thì anh sẽ có gì đó anh sẽ nói hết. Anh sẽ nói khi nào mà mình hết nóng thì thôi. Trời ơi, trời. Nó nói tới sáng luôn á. Em ơi, em gái tư vấn thử cho em trai coi làm cái nào kìm cái nóng đó. Giống như tư vấn khách hàng vậy đó. À, đối với em thì mỗi lần mà mình nóng thì em cũng kìm lại trước. Nếu như mà mình thấy mình đặt vô vị trí người đó mà mình thấy là người ta được quyền nóng như vậy thì thôi, mình thấy là mình bớt được, hồi người ta dịu xuống rồi mình hãy nói chuyện. Được không bạn trai? Cái này anh phải cần em tư vấn nhiều mới được ạ. Dạ. Phải tư vấn thường xuyên. Phải tư vấn ở đâu? Em ở Cần Thơ chỗ nào vậy em ạ? Dạ em ở quận Ninh Kiều anh nha. Quận Ninh Kiều, anh quận Bình Thủy em. Dạ. Gần không? Chắc, dạ gần chị, cách nhau khoảng 10 cây. Rồi, tình trường. Tình trường của em ngắn xíu à chị, tại vì em chưa có mối tình chính thức nào hết á. Hả? Em 27 hả? Dạ em. Mà chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ. Bạn trai bên đó là sao? Dạ em thì trải qua hai mối tình chị. Mối tình thứ nhất thì quen nhau được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi? Dạ. Sao chia tay? Dạ tại vì lúc đó bạn gái hiểu lầm em là lăng nhăng gì đó, quen người khác gì đó cho nên có lăng nhăng thiệt không? Dạ không chị, tại lần đó là cũng tình cờ đi chơi chung với nhóm bạn làm chung công ty em, rồi chụp hình chung rồi ngồi gần, cái bạn gái hiểu lầm, tại bạn gái ghen á chị. Ngồi gần có làm gì mà bạn nghi? Dạ không, anh chỉ ngồi gần nhau nè, cái em để tay sau lưng. Trời ơi. Cái bạn gái nhìn qua thấy mất cái tay á hả? Dạ đúng, mất cái tay tưởng đâu em ôm. Trời ơi, mà tự nhiên mắc mới gì ngồi mà cái tay phải để ra sau lưng. Dạ tại đông quá chị phải ngồi chen chen với mới chụp hình hết được. Mấy ông đàn ông rút kinh nghiệm nha, ngồi đâu mà chụp hình phải để hai cái tay lưng. Không ấy, không có chỗ để tay thì người ta giơ hai tay lên trời đi, giống như đầu hàng vậy đó. Tự nhiên giơ hai tay sau lưng mất tiêu cái tay, người ta nghi làm chuyện bậy bạ là đúng rồi. Mối tình thứ hai sao? Dạ mối tình thứ hai thì cũng quen được gần 2 năm. Ồ vậy là gần cũng 7 lâu năm quen. Sao chia tay? Dạ. Tại cũng do mâu thuẫn nhiều công việc á chị. Có để cái tay không? Dạ không. Ơi mối tình dài dài không ha. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào hết nè. Dạ. Thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên. Người có dạ người có da có thịt chút xíu. Có luôn. Có luôn, rồi. Đặc biệt em hay bị đứng hình trước cái nụ cười đẹp quá chị Tần. Ví dụ như ai cười chói sáng thôi em. Em thích nụ cười của anh Kiến Huy với lại anh Nu Quốc Thịnh đó chị. Là chói sáng luôn á hả? Trời cười cái bị đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Bên đây nụ cười kiến vàng lắm á. Cũng được. Rồi có tiêu chuẩn gì nữa không ngoài cái đó ra? Về tính tình thì trưởng thành, đừng có trẻ con quá. Dạ, tôn trọng người lớn và tôn trọng cả gia đình, vợ và bên mình luôn. Ừ. Dạ.
Cái đó miên tâm, anh làm được. Dạ. Giờ anh ngồi đó cái gì mà anh không làm được. Người bạn gái em tìm là như thế nào nè? Khoảng 1m58 cộng trừ 500 được chị. Có nụ cười tươi, chứ lại có cái răng sáng chói luôn càng hả? Tốt chị. Có đồng tiền giống chị Cát Tường thì càng tốt. Thì không có đồng tiền rồi. Em có tiền được rồi. Nói năng thì dịu dàng, đừng có nói chuyện nhanh quá. Trời ơi. Sao em nói đúng còn mấy cái khuyết điểm người ta bên đây không vậy? Hả? À, chào chị. Tại nhiều khi nói nhanh quá em nghe em tiếp thu không kịp vậy. Có điểm gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có chơi bời quá. Trời đất ơi. Nhậu nhẹt. Gái làm gì chơi bời? Không biết chị, bây giờ gái bây giờ cũng nhiều trường hợp lắm chị. Với lại đừng ăn mặc hở hang quá. Hở hang tí cho nó đẹp chứ. Dạ, chút đỉnh được anh, nhưng mà đừng có mặc kiểu mà thiếu giải anh. Thiếu là cỡ nào? Dạ, ví dụ như cỡ này, cỡ này. Trời. Rồi bây giờ em ở dưới quê là em ở chung với ai, ba mẹ hả? Dạ, chung với ba mẹ. Rồi, có làm dâu không? Dạ, chắc có chị, tại gia đình em có mình em là con trai. Muốn sinh mấy đứa con? Dạ, mẹ em nói là 4 đứa, nhưng mà em nói vợ không biết nuôi nổi không? Ai đẻ? Vợ đẻ. Vợ đẻ, mẹ đòi tới 4 đứa. Tại mẹ nói cháu đông thì càng tốt, nhưng mà em thấy chắc khoảng 2 đứa là được rồi chị. Rồi, để chị hỏi cái bạn này chịu đẻ 4 đứa không nha? Đẻ mấy đứa em? Em nghĩ là 2 là đủ rồi chị. 2 là đủ. Dạ, rồi để ha. Mình có đủ cái điều kiện để chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn. Dạ. Để anh Hoàng xem coi bạn gái 27 tuổi mà chưa có người yêu. Có lấy cái thước không? Qua đo gì nè. Đo dạ, gì nè. Dạ. Sao trên dưới hở 27 tuổi. Dạ. Mà chưa có người yêu. Dạ. Có nắm tay trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Có ai hôn em chưa? Chưa, nắm tay không có đâu. Có nằm mơ bao giờ nằm mơ thấy mình hôn ai chưa? Dạ không, chưa có anh. Không có luôn hả? Dạ. Em coi phim rồi đó, rồi em thấy người ta hôn nhau trong người em cảm thấy sao? Quay đi, quay đi. Thí dụ có người khác em mới quay đi chứ, nếu không một mình em à. Tôi cho nhanh. Cho nhanh. Trời kỳ vậy. Trời, dễ thương quá. Hy vọng rằng hoàng tử sẽ đến với em ngày hôm nay. Nụ hôn đó sẽ long trời lỡ đất. Dễ thương. Đó, đừng có làm người ta rung, người ta rung là người ta nói nhanh bây giờ. Rung rồi đó, bắt đầu rung rồi đó. Rồi. Hôm nay mình có đi với người thân không? À, dạ, bữa nay em đi với hai chị của em, chị hai, chị Tư và nguyên động của em luôn. Trời ơi, có cả động luôn hả? Dạ. Đó chị hai đó ha. Em dạ, xin chị chào hai. Anh Huyền Vinh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chị thấy hai đứa được, chị mong hai đứa cùng nhau tìm hiểu. Dạ, cảm ơn chị. Sao chị để cho em hút nó chưa bao giờ được nắm tay chứ vậy? Nó hồi nhỏ lớn nó đi học mà nó ra làm cho nên nó nhút nhát về bên đó dữ lắm anh. 27 tuổi không có nắm tay vậy chứ. Chị Tư thấy sao? Chị Tư có muốn em gái mình lấy chồng không? Dạ muốn ạ. Nói gì chị hai chị Tư đi. Dạ thì nói chung là về chuyện tình cảm thì em xác định em quen là em phải chân thành và phải chung thủy, phải biết chăm lo cho bạn gái, phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Xin chị yên tâm ạ. Dạ, chị cảm ơn. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ em ạ. Ồ, có mẹ nè, nãy giờ. Chào mẹ cô. Kêu đẻ 4 đứa đó ha. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Lâu lắm rồi nhìn trên màn hình nay mới diễn kiến. Chào quý khán giả, thì là bác cũng chào con. Dạ, con chào con. À, hôm nay bác đi đây thì cũng đến đây thì cũng là chắc cái duyên cũng của hai đứa. Những lời con nói ra nãy giờ thì bác nhận xét là đúng như ý tưởng của con mình. Giờ bác nói đi, giờ muốn dâu đẻ mấy đứa nói luôn đi. Hồi xưa á thì cái nguyện vọng của mình thì 4 gái một trai, là nhà một trai, đó là thứ ba. Yeah. Rồi còn bây giờ thì thấy ăn học quá thì đòi hỏi cao quá à. Thôi tùy hai đứa đi, mình già rồi mình hết cơ kinh tế rồi. Chỉ là ca sức giữ cháu nội thôi. Dạ, có giữ cháu nội giùm thấy không? Bây giờ cảm ơn cô. Kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt, coi có mình đi chung chuyến xe ngồi kế bên không. Thấy mặt quen quen rồi, sáng lên xe mới 4 giờ sáng chưa thấy rõ. Anh có món quà muốn tặng em. Cho anh hỏi em chút xíu ha. Theo em thì về quan niệm hôn nhân và gia đình á, em suy nghĩ như sao? Em thì em rất coi trọng tình cảm, em nghiêm túc trong tình cảm lắm. Một khi mà đã xác định mà tiến tới rồi á thì em không có mỏng giống như là bắt cá hai ba tay. Hỏi coi bên đó có ghen không? Ghen để cái tay. Em có ghen không em? Anh nghĩ chắc là em có ghen đó. À, không, nhưng mà ghen mà em ghen ở mức độ nào? Em thì em ghen theo kiểu lý trí. Dạ hả? Dạ. Ví dụ như là mình không có làm ầm ầm, mình phải hỏi riêng để coi cái sự giải thích đó có hợp lý hay không. Hỏi ví dụ anh để cái tay đó là giống như cái trường hợp anh nói hồi nãy á. Rồi nhớ như theo em là em sẽ làm như thế nào? Nếu mà anh giải thích á,
hợp lý, hoặc là một lần thì không sao. Còn mà nếu cái trường hợp cứ tá lại mà một cái người đó mà cứ để tay như vậy thì em sẽ nghĩ là sẽ không tin tưởng. Nãy anh nói là chụp hình chung với nhiều bạn thì em có thể hỏi những bạn của anh. À đúng rồi. Dạ. Cười coi. Cười lên, tươi, cười lên, cười lớn lên. Thôi có nắng gì cười không? Cười cười, cười, cười lên xem. Em chú ý nha. Cười lên nào. Để em đeo kiến vô anh. Rồi. Đeo vô cho nó kỹ. Bởi nụ cười hết sức quan trọng của ấy. Cười, hai, ba. Có nắng gì em? Dạ cũng hơi sáng sáng. Được không, được không? Dạ được. Mà em cũng cảm giác nụ cười bạn gái sao? Dạ thấy bạn gái cũng dễ thương. Nụ cười cũng tươi. Rồi, bây giờ bạn trai hãy đứng lên tiến về phía cô gái ấy và hát một bài hát nào đó để chinh phục trái tim cô gái ấy. Đứng kế bên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm. Hay quá. Nắm y nguyên bạn ấy chưa nắm tay ai lần nào cả. Có chừng cái nắm tay đầu tiên trong cuộc đời đấy nha em. Anh đó thì nhìn thẳng vô mắt quay đừng gì đâu cả. Nói chung cái tính cách của anh á thì cũng giống như món quà anh tặng em, cũng là một cây xương rồng. Tuy bên ngoài thì nó khô cằn vậy nhưng nó có một sức sống mãnh liệt. Anh thì không có gì ngoài một bộ vai và một trái tim ấm có thể che chở cho em sau này. Dạ. Rung không? Rung không? Rung hết, hết rung rồi. Quan trọng là bên đây có rung không nè. Nắm tay đừng có buông, sao buông? Nói thiệt là em cũng rất là thích xương rồng. Nắm chặt vô, nắm chặt cái này. Đừng có buông, nắm chặt vô. Em cảm giác rung. Có rung đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy nắm tay sao? Dạ tay ấm. Sướng không? Có. Có sao? Ừ. Dạ nói chuyện hay ống qua tay em à. Nhưng mà có gì? Dạ có sướng. Thôi được rồi, giờ ngồi đi. Có sướng là được rồi. Bạn gái chưa bao giờ có cái nắm tay và bây giờ đã có rồi. Còn quan trọng nụ hôn có xuất hiện trên sân khấu này không? Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Nào, nắm tay, chặt vào. Bây giờ chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô gái. Xin phép chị, xin phép chị. Không phải xin phép chị cho em hôn em gái. Nói đồng chị hai chị Tư. Dạ, xin phép chị hai chị Tư cho em được hôn em gái. Nào, em hôn tay đi. Không được, tại tình yêu người ta chưa hôn lần nào đó bằng tay. Từ từ, bình tĩnh, từ từ. Đừng có vội. Đây, anh nhắc em nha. Dạ. Chưa ai hôn cô ấy lần nào mà cô ấy chưa bao giờ cảm nhận cái nụ hôn đầu tiên. Thành ra nụ hôn rất quan trọng. Làm sao cho nó đâm? Tùy bạn đấy. Bình tĩnh, từ từ. Để nguyên. Đi nguyên. Nửa mạnh vô, sát vô luôn. Rung má, rung đông anh vậy. Rung má đàng hoàng lại. Trận rung quá. Nụ hôn quan trọng lắm. Nắm tay lại nào. Hùng lâu ngay má đàng hoàng nha. Hùng sâu đàng hoàng. Bắt đầu. Để im. Được không? Đã được. Thấy sao? Dạ, thấy thích. Chút xíu nữa tìm hiểu nhau xong phim rồi mình làm mạnh mạnh chút xíu nha. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cục Đập Cinebox 212 lý chiến thắng vừa tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Dạ, em cảm ơn bạn. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Ở đây gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây một phần quà dành tặng cho hai bạn, đó là một phần quà của Kumagon trợ lý dạ dày, trợ sức thành công, gửi tặng hai bạn. Sớm tiến tới hôn nhân nhé. Mong sao trong năm là tốt. Tốt. Nắm tay bạn gái đi. Rồi, nào. Nắm tay thật chặt nha. À, nhớ đừng có buông nha. Nha. Cố gắng nha. Đi chơi, đi xem phim. Đi chung xe về nha. Chuyến xe tình yêu nha. Nhiều khi mà nóng thì em không có kiểm soát được cái bản thân mình chị.
Vậy mà nói tôi hiền. Lúc nào em nóng thôi anh, còn bình thường em hiền lắm anh. Em trung thủy nhưng mà em không có lên mê. Em nóng tính chứ không có gia trưởng anh. Như vậy là sự khởi đầu đã thành công rồi quý vị. Chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nhé. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn. Mời bạn nữ. Mình giới thiệu lớn lên cho bạn nữ bên kia nghe nha. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào Giả Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Mạnh Định, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em làm việc gì? Em làm bên nhân viên kỹ thuật xử lý nước thải. Quê bạn ở đâu? Dạ quê gốc em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lục Thị Ý, năm nay 24 tuổi. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm kế toán, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bên kia làm việc ở Đồng Nai hả em? Dạ em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai làm ở chỗ nào? Em ở Xuân Lộc chị. Là cách thành phố 80 cây hả? Dạ khoảng cỡ đó chị, cũng gần mà chị. À, gần chị đâu nói gì đâu. Gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích nấu ăn. Với lại cái tính của em thì khi mà ai đây em giận em rất là mau quên. Với lại em không có để bụng. Với lại em sống tự lập. Vậy khỏe ha. Chứ mình giận người ta mình để bụng mình mệt, người ta đâu có mệt đâu. Còn khuyết điểm của mình. Khuyết điểm của em thì em lâu lâu cũng hơi thẳng tính. Nhiều khi cũng dễ bị mất lòng lắm. Mà hồi xưa em thì cũng hay nóng tính, nhưng mà bây giờ em bớt đi cái tính nóng tính đó của em. Em biết hạn chế được cái tính vậy nóng là tính. Tốt. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai? Dạ, điểm mạnh của anh của em thì thường thường đi chơi với bạn thì bạn hay nói em hiền. Rồi em thì hòa đồng, một chút ít về văn nghệ, thể thao. Rồi cũng biết chút ít nấu ăn. Điểm yếu là gì em? Dạ, điểm yếu của em thì em hơi nóng tính. Mà nhiều khi mà nóng thì em không có kiểm soát được cái bản thân mình chị. Vậy mà nói tôi hiền. Không, lúc nào em nóng thôi anh, còn bình thường em hiền lắm anh. Chà, hai bạn nào cũng nóng tính hết trơn ha. Nhưng mà em biết kiềm chế chị. Không. Biết kiềm chế. Dạ đúng rồi chị, em cũng biết kiềm chế lắm chị. Tình trường của mình thì sao em? Dạ em đã trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Đầu tiên là mối tình hồi cấp 3, với lại mối tình thời sinh viên, và mối tình gần đây nhất là lúc em đi làm đầu tiên. Chia tay cũng được 2 năm rồi chị. Mình quen được bao lâu rồi chia tay 2 năm? Dạ quen cũng được khoảng 1 năm rưỡi. Lý do tại sao chia tay? Dạ do bạn đó về quê, với lại khi mà về quê rồi bạn không, nói chung là bạn lười lên thăm, với lại nhìn xa mặt khách lòng vậy như vậy. Ở đâu lận? Dạ ở Tiền Giang chị. Trời ơi, Tiền Giang lên thành phố cũng có mấy chục cây rồi, chết rồi, anh này anh Long Khánh là bằng Tiền Giang luôn đó. Long Khánh về Bình Thuận cũng gần mà chị. Đúng rồi chị. Hả? Chỗ em mới về Bình Thuận gần lắm chị. Đúng rồi. Không, nhưng mà hiện giờ bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ý là Long Khánh lên thành phố Hồ Chí Minh là cũng bằng cái bạn trai mà từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Mà người ta không thăm là chia tay luôn đó. Không, em gần hơn chị. Mà giờ em có thăm không? Thăm chứ. Em thăm từng mấy lần? Từng lần thôi chị. Từng lần được không em? Dạ được chị. À, bây giờ mình cũng đã trải qua nhiều đó mối tình rồi ha. Cũng dạ. Do cái mình có rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau này là phải chắc chắn. Bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Em thì khi mà yêu rồi thì không có thời gian nào giờ để thích là mình. Bây giờ là thích là lấy được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bạn trai kể tình trường của mình như thế nào? Bạn có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình chị. Thì mối tình đầu tiên là hồi còn sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì cách đây cũng 1 năm rồi chị. Rồi. Quen bao lâu? Dài mấy năm? Cũng được 1 năm. Vậy cũng chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ cũng chưa sâu sắc lắm anh. Bây giờ bạn muốn tìm một mối tình như thế nào để nó sẽ là sâu sắc? Dạ em cũng đang muốn tìm là cưới luôn anh. Cưới luôn? Dạ. Như người thế nào để bạn cưới luôn nào? Thì mỗi người bạn gái của em thì cao thì khoảng cỡ ngang em trở xuống là được rồi. Khuôn mặt thì dễ nhìn chút. Rồi hiền. Quan trọng là biết kính trên nhường dưới. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích bạn gái là lề mề, không trung thủy chị. Tại vì em cũng xác định là tiến tới lâu dài, thành ra là cái điều quan trọng nhất là mình phải chung thủy với nhau. Qua những tiêu chuẩn bạn trai đưa ra thì mình cảm nhận như thế nào? Em nếu mà về quan tâm với lại biết cách chăm sóc thì người phụ nữ có gia đình thì em là được phải không? Người đó. Rồi, dạ. Có lề mề không? Có chung thủy không? Em chung thủy nhưng mà em không có lề mề. Chung thủy nhưng không lề mề. Rồi, vậy thì mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm người bạn trai biết quan tâm đến bạn gái của mình. Và anh quan tâm với lắm lại... em. Cầu tiến, cái này là không có dạy như gia trưởng chị. Có gia trưởng không? Không anh, em nóng tính chứ không có gia trưởng anh. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn trai là nhuộm tóc màu mè, em không thích như vậy. Với lại về cái tính thì em không thích là tính toán quá trong vấn đề. Tính toán với em hay là tính toán với tất cuộc sống, tất cả mọi thứ? Không, tính toán với em. Tính toán với em? Dạ. Rồi cái đó để chị nghiên cứu tài của chị. Oh, dạ, dạ, chào chị. Em. Oh, trời, chị ngoài chị đẹp quá. Cảm ơn em, khỏi em, chị cũng sẽ dập em thôi. Dạ. Cảm
đó giờ có khi nào em tặng quà cho bạn gái không? Dạ tặng quà chứ chị. Tặng gì ví dụ? Thì ví dụ như lễ thì mình tặng bông hay tặng quà, mình thấy bạn thích gì thì mình mua mình tặng thôi. Bậy, em nói câu đó khó lắm, rồi bạn thích cái mình mua không được sao? Không, là mình phải nghiên cứu chứ chị. Theo khả năng của mình. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Tầm khoảng cỡ từ 6 tháng đến 1 năm. Em đã chuẩn bị được những gì rồi? Thì công việc em bây giờ cũng ổn định rồi, rồi nhà cửa thì cũng có nhà rồi. Nhà riêng? Nhà, không, dạ nhà của nhà ba mẹ. À. Nhưng mà có cũng có mình em mà. À có nghĩa là bạn gái sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị hỏi chút xíu. Làm dâu được không? Hả? Dạ được. Được hả? Dạ. Tự tin. Dạ. Rồi chúc mừng em, bạn gái sẵn sàng làm dâu. Mừng ha. Em mừng quá. Rồi mừng quá, nhớ tặng quà nha. Dạ tặng với chị. Tặng ha. Dạ. Rồi. Em có gia trưởng không? Dạ không chị. Chắc không? Chắc chị. Mai mốt vợ lấy vợ về, vợ có được đi làm không? Tùy vợ, nếu vợ muốn ở nhà thì ở nhà, còn muốn đi làm thì đi làm thôi chị. Nếu nói chung mình... là làm sao mà vợ cảm thấy thoải mái là được. Ờ vậy đi. Dạ. Yên tâm em ha. Được. Qua một hồi phỏng vấn nhanh lẹ, bạn ấy vẫn tự tin trả lời rất không, là. Bạn bên đây lanh lắm. Lanh lẹ lắm. Xem bạn nữ. Dạ chào anh. Chào em. Bây giờ em cảm nhận ảnh như thế nào? Em thấy ảnh ngon lành á. Cái tiếng em thích cái tiếng đó. Thích cái tiếng đó. Dạ. Có thích là được rồi. Em có ghen không? Ghen thì ai cũng ghen, nhưng mà em không có phải là ghen bậy không bà. Cái nào đúng thì em ghen. Đúng là ghen, thấy dạ. Mới ghen đúng không? Đúng rồi, chân mắt mình thấy mình mới ghen chứ. Nếu mà nghe nói đâu mình đâu có thấy đúng là anh. Một người con gái đi với chồng mình, dạ. Nắm tay chồng mình, em làm gì? Và em hỏi, em sẽ hỏi là người đó là gì của anh. Hỏi lúc đó luôn hay là về mới hỏi? Không, em sẽ hỏi lúc đó luôn với chị. À, em thấy làm đi tới em hỏi dạ luôn. Dạ đúng rồi, nhiều khi bạn của bạn anh đó thì mình cũng không biết được. Mình bạn sẽ tới mình nắm hỏi. Tay nắm tay bạn thân có thể lắm rồi nè. Bạn thân nắm tay được mà anh. Bạn thân nắm tay được mà anh. Bạn thân nắm tay ôm rồi còn được mà anh. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Được luôn hả? Dạ. Ôi anh em cũng lầy lắm anh. Thấy nắm tay vẫn bình tĩnh hỏi ai vậy anh. Đúng rồi, mình phải hỏi với anh. Còn bên đây ôm được luôn. Dạ. Cặp này cũng lạ nha. Trước mắt là trao đổi như vậy là thấy cũng hợp lý. Bây giờ chúng ta hỏi thêm ý kiến người thân nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em trai của em với lại ba người bạn. Em ruột hả? Dạ. Rồi. Chào xin em. Chào cô Cát Tường, chú Hường Linh và khán giả người quay. Chào anh. Chào em. Chị em thì ở nhà rất là hiền, biết nấu ăn. Chị em được cái là không được giỏi như người ta, nhưng mà được cái là rất là siêng năng, chăm chỉ. Anh cũng thích siêng lắm. Nếu như anh với chị em quen nhau thì anh sẽ thăm chị em thường xuyên được. Bình thường em thì có thể nếu lúc chị em có gì đó buồn hay là giận hờn gì đó mà anh đang ở xa thì anh sẽ làm gì cho chị em bớt buồn à? Thì có thể mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin. Còn nếu như mà gấp quá thì mình có thể chạy lên cũng được, tại anh thấy cũng gần mà. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Em muốn nghe bạn thân thôi. À, muốn nghe thêm ý kiến của bạn thân nữa. Dạ, rồi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thì em thấy là về ngoại hình thì anh với bạn em cũng hợp nhau đó. Còn về tính cách thì lên đây thì cũng chưa có biết rõ được, cần phải về lâu về dài. Thì em thấy lên đây cũng là cái duyên gặp nhau rồi, thì hai người cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, hôm nay bạn đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Em ruột hả em? Dạ. Dạ, bên em trai ruột, bên em gái ruột. Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể khán giả. À, em chào chị. Thì em muốn chia sẻ là anh của em á rất biết quan tâm. Con trai trưởng nhưng mà không có gia trưởng đâu. Chị có muốn hỏi gì về anh không? Chị hỏi ảnh chút xíu nữa chị sẽ hỏi ảnh. Bây giờ em thì, cảm nhận em, về chị như em thế thấy là chị với anh có vẻ hợp nhau á. Nhưng mà em muốn hỏi chị là chị làm ở thành phố mà chị nói là chị chấp nhận làm dâu. Thì là tức là sẽ về với nhà ở Xuân Lộc. Nếu mà có việc làm ở đó thì chị sẽ về đó. Nói chung là đã lấy chồng thì theo chồng. Dạ. Rồi bây giờ hai người sẽ nói chuyện với nhau một khoảng không gian dành cho hai bạn để xem chúng ta có mắt chạm mắt, tim cùng chung nhịp đập hay không. Kéo màn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Anh muốn hỏi là nhà em ở Bình Thuận mà ở chỗ nào? Em ở Phan Thiết, Bình Thuận. Phan Thiết, cũng gần. Nếu mà anh ở Xuân Lộc như vậy thì anh có thường lên Sài Gòn cũng thường xuyên em, tại vì hồi xưa anh cũng sống ở Sài Gòn cũng được 4-5 năm, bạn bè anh ở đây cũng nhiều, thành ra là ở về ở dưới đó thì anh chỉ đi làm như đó thôi chứ đi chơi em toàn lên Sài Gòn chơi không à. Em hỏi ví dụ như hai đứa giận nhau á mà anh có im lặng không hay là anh sẽ là không? Anh thì bình thường mà khi anh nóng thì anh rất anh im lặng được, mà khi mà giận thì anh nói nhiều lắm, hỏi lý do tại sao giận rồi có phải tại anh hay tại em hay tại gì đó.
Mà anh chỉ sợ là lúc mà em giận là em im lặng thôi. Tại anh thì anh rất ghét cái cảm giác mà ví dụ như mình nói chuyện với người ta mà người ta im lặng, anh sợ lắm, anh ghét lắm. Em không im lặng, à, em nói gì vậy chắc đỡ. Bây giờ vậy nè, cho không khí nó sôi lên. Và hai bạn, bạn biết hát không? Dạ biết. Em biết hát không? Dạ biết. Hai bạn tìm một bài song ca hai mình hát chung cho kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bây giờ hôm theo nay. Bạn gái, cho bạn gái thích nhạc gì? Đó, em hát. Thôi người hát bài đi anh, chứ em không nhớ đâu. Thôi người hát bài đi. Dạ. Thôi giờ anh hát đi. Anh xin tặng cho em, tặng cho anh Quyền Linh, Giả Tường và quý vị khán giả một đoạn trong ca khúc Lời Anh Muốn Nói. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Ý nghĩa ha. Rồi đáp lại đi em. Em hát bài dân ca. Đến đời người mong nước mắt chảy dài trên sông. Có một người thương, một người cỡ sao nhớ hỏi. Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ. Vợ người ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình. Em như đó thôi. Em hát hay quá. Chúng ta cũng hợp nhau nhiều thứ rồi đó. Dạ. Thật sự bây giờ trong lòng ta suy nghĩ điều gì, hãy nói thật với mình, thật với người đối diện. Nào, chúng ta có 30 giây để trình bày những cái gì mà tận đáy lòng của mình. Mình nói trước đi. Thì em cũng là cái mẫu người gần như là anh tìm kiếm rồi, mình đến đây đã được cái duyên rồi, thì anh hy vọng là mình sẽ có với nhau cái nợ và mình sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến tới, có thể mình tiến tới xa hơn nữa. Thì biết bao nhiêu người nhưng mà tại sao lại mà không chọn, mà lại là anh với em lại chọn gặp nhau. Thì em nghĩ là tới đây của mình cũng có duyên, nếu được thì mình nên cho cơ hội tiến xa hơn để tìm hiểu. Những gì nói mình đã nói hết, những gì trao đổi mình đã trao đổi hết rồi. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả mọi thứ, xem mình có bấm nút hay không nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, nắm tay nhau, đúng rồi. Hôn cái hôn đầu tiên nhân ngày gặp mặt. Tôi ngại lắm anh. Bạn đã xem bạn muốn hò rất nhiều lần rồi. Đây là thủ tục đầu tiên của chúng tôi. Nó ngại mà cũng dễ thương lắm. Nó ngại cho có thôi. Hãy đi xem phim để hiểu nhau nhiều hơn ở cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Đây, gửi tặng hai bạn. Đó là một phần quà, đó là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Brilet. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay nhau, đưa đi nhau đến cùng trời cuối đất. Nắm tay đi. Xuống dưới mình mần lợi đi nha. Hay quá. Đó, mà tự nhiên cho lấy chồng á. À, dạ. Em là chuẩn ghê. Và ngay bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài để đưa người bạn gái vào đây để bắt đầu câu chuyện quý vị nha. Rồi, đây, ngồi xuống đây em ơi. Rồi, mời hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi. Thưa quý vị, hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì bạn trai, hồi nãy giờ mình bị bịt mắt mà mình ngồi chờ đợi, nên mình được ưu tiên giới thiệu trước về những thông tin cá nhân của mình, nói lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được nha. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường và chào bạn nữ kế bên á. Ừ. Em tên là Dương. Dương? Dạ, em sinh năm một... Cái gì Dương? Phạm Đình Dương chị. Phạm Đình Dương, rồi. Quê ở Thanh Hóa, hiện tại đang làm ở Thành phố Hồ Chí Minh chị. Mình đang làm công việc gì Dương? Em làm kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Tường. Em chào anh bên kia và chào khán giả truyền hình.
Em tên là Trần Thị Sáu, năm nay em 33 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Và em đã vào đây ở được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, dạ. Hiện tại là Sáu đang ở với ai? Thì em ở một mình. Ở một mình, vô đây dạ. 10 năm ở một mình, cũng dạ. Mình cũng thuê nhà ở luôn hay sao em? Dạ vâng ạ. À, em làm dược ở chỗ nào? Dạ em đang làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Là hiện tại bây giờ là đang sống ở Nhân Trạch, Đồng Nai? Dạ vâng ạ. Đây là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có xuống Đồng Nai chơi lần nào chưa? Cũng có xuống mà ít xuống. Biết Nhân Trạch không? Có. À. Thế bây giờ nếu mà yêu mà nó xa xa, không cùng trong thành phố thì là Dương có ngại gì không? Cũng ngại đi xa chị. Ngại gì, bây giờ mình thanh niên mình còn sức đi được mình cứ đi chứ, thời gian công việc bận nhiều lắm không? Cũng nói chung cũng có lúc bận, lúc rảnh chị. Mình đi làm là nghỉ cuối tuần hay sao? Hay là... Dạ đúng rồi, cuối tuần em nghỉ. Cuối tuần. Bên này Sáu đi làm cũng nghỉ cuối tuần hay sao? Dạ em làm, ngày này em cũng làm hết. Tại vì công việc của em là bán thuốc á. Nên rồi em không là... có tháng nghỉ ngày nào hết trơn trời hả? Tháng nghỉ mấy ngày chứ? Dạ không nghỉ, tại vì là tiệm thuốc của em luôn. Nên em tiệm làm thuốc của em luôn dạ. Sáng mở cửa mấy giờ tới mấy giờ? Dạ em làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ khuya. Trời ơi, vậy rồi làm sao có bộ? Rồi giờ có bộ rồi đi chơi, đi tìm hiểu, đi bằng giờ nào? Dạ, thì đó cũng là lý do mà em ế tới giờ. Thì vì lý do là em ế, nhưng mà nếu em không cải thiện được lý do đó thì em vẫn ế à. Tại vì chị cũng đâu cải thiện được cho em đâu. Ví dụ giờ anh nào quen với em mà ngày nào em cũng 6 giờ sáng, 10 giờ đêm rồi đi chơi giờ nào? Thì mình phải bây có giờ... một cái phương án nào khác, hoặc là mình tìm người phụ hay là gì thì mình mới có bạn trai được chứ. Thì nếu mà có bạn trai mà đủ làm cho em có động lực, em đóng cửa đi chơi thì em... Trời ơi, là đi chơi là đóng cửa, dạ. Là tiệm thuốc em bán một mình anh em thôi. Dạ vâng ạ. Trời ơi, mà cô bán thuốc xinh vậy mà hồi đó giờ chưa có anh nào bệnh nhân tới mua thuốc mà để ý hả? Dạ cũng có, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp nên em không quen. Chưa muốn đóng cửa phải không? Dạ vâng. Bây giờ là muốn tìm một người nào để có thể đóng cửa tiệm thuốc đi chơi đúng không? Dạ. Rồi bên đây thì sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Dương? Chắc điểm mạnh là chắc em biết chơi tất cả môn thể thao vậy. Tất cả các môn thể thao? Ví dụ môn gì? Đá banh, giờ đánh cầu, rồi chơi cờ, rồi đánh bida. Trời ơi, đá banh gì mà tay chân bủng rủng gì, người gì mà đá banh gì không? Ông gạt tôi hả? Đối thật chị. Đá banh? Dạ. Gì nữa? Đánh cầu lông, rồi bida, rồi... Đánh cầu, bida? Dạ. Ủa đánh cầu thì cũng phải dùng lực cánh tay, sao cái tay ông nó còn mềm hơn cái tay tôi nữa? Là tôi gồng lên còn có con chuột nào, ông có không? Ông thì đánh kỹ thuật thôi chị chứ không cần lực nhiều. Đánh cầu đâu cần lực đâu chị. Ủa đánh kỹ thuật thì cũng phải dạy chứ, đánh kỹ thuật đánh làm sao? Rồi đừng gạt tôi nha, đừng gạt tôi nha. Rồi, bây giờ còn chơi thể thao không? Lâu rồi không chơi, tại giờ này bận quá công việc không. Lâu là bao lâu? Chắc cũng 2-3 năm rồi không chơi. Trời đất ơi, rồi điểm yếu? Chắc hơi nhát chị. Nhát, thấy có vẻ hơi nhát thiệt ha. Dạ. Còn cái gì nữa không? Ngoài cái nhát ra còn gì nữa không? Cũng hơi lười chị. Lười là lười cái gì? Lười tắm? Không, tắm thì vẫn tắm bình thường chị. Chứ lười cái gì? Hơi ngủ nướng gì ấy. Không, thật ra thanh niên chưa vợ mà ai cũng vậy hết trơn á, cái đó không quan trọng. Thế còn Sáu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của Sáu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em là mọi người thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi nhút nhát một xíu. Trời, hai bên nhút nhát hết rồi, gặp nhau nói chuyện hẹn hò rồi ai là người mở lời đây? Khổ ghê vậy đó, còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, giờ em không nhớ hết. Còn có ưu điểm đi, thêm vài cái ưu điểm cho chị đi. Em biết lắng nghe, biết chia sẻ. Hết rồi chị ơi. Vậy thôi đó hả, là ưu điểm chứ có vậy. Em tìm không ra chứ nhớ đó hết. Tình trường thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ thì trước giờ thì em có 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì chia tay cách đây khoảng 4 năm rồi. Mà mình quen cái mối tình đó được bao lâu? Dạ cũng khoảng 1 năm ạ. Rồi chia tay cách đây 4 năm rồi. Dạ vâng ạ. Sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu, chưa có mối tình nào mà trọn vẹn hết ạ. Thì đương nhiên không trọn vẹn mới ngồi đây chứ, trọn vẹn kết hôn rồi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay mối tình đó? Em cảm thấy như là hai người không phải là duyên nợ của nhau thì nên dừng lại. Nhưng cũng quen được cả năm rồi, thí dụ như không hợp là không hợp chỗ nào? Không phải duyên nợ là cái chỗ cụ thể cái chỗ nào? Để bây giờ mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau nè, hiểu không? Không đồng đều quan điểm về tình yêu. Quan điểm của em thì như thế nào mà quan điểm của bạn đó thì như thế nào? Dạ quan điểm của em thì trong tình yêu thì chung thủy, sự chung thủy thì em luôn đặt lên hàng đầu. Còn bên bạn kia thì em thấy không được chung thủy giống em. Dạ. Không được chung thủy vậy là em phát hiện bạn đó lăng nhăng hay sao? Dạ vâng ạ, lại như vậy. Bắt tại trận hay là nghe người ta nói? Dạ em bắt tại trận. Bắt tại trận luôn. Không, cụ thể sao nè? Cái này qua điện thoại thôi chị ạ. Với lại nó cũng lâu em nên... thấy trong tin nhắn điện thoại hả? Dạ, vâng ạ. À, là bắt tại trận rồi anh đó chối hay là anh đó là thừa nhận?
xin lỗi hay là anh đó bơ luôn? Lúc đầu thì không nhận nhưng sau đó thì nhận và xin lỗi mà xin tha thứ, nhưng mà em không chấp nhận được nên em chia tay. Rồi, hiểu luôn. Còn em thì sao nào? Tình trường mình như thế nào? Trước giờ chắc em cũng chưa mối tình nào. Đó giờ chưa có mối tình nào hết? Dạ. Thiệt hay giỡn vậy ông? Nói thiệt chị. Còn Jin luôn à? Cái đó bị để bạn nữ kiểm tra. Trời ơi, bạn nữ kiểm tra sao được? Chị cũng phải kiểm tra trước sơ sơ rồi thông tin coi rồi em có mận ăn gì được hay không chứ. Tự nhiên giao đời con gái cho em rồi em không làm gì được hết rồi sao? Biết mận không? Có chứ chị. Cái đó là biết bản năng thì biết chứ. Bản năng hả? Dạ. Mà em nghĩ là em làm được không? Chắc có chứ. Chắc có. Mà em thích phụ nữ không? Có chị. Tại sao? 30 mấy tuổi à? Nãy em nói em nhiêu tuổi? 34 chị. 34 tuổi là ít nhất 20 tuổi là cho em. 20 tuổi biết yêu là phải rung động là trễ rồi. Tại sao 14, 15 năm nay mà không để ý được ai, không quen được ai? Lý do gì? Chắc em cũng đi làm á chị. Làm rồi đi ham công trường nhiều á chị. Dạ, trước khi đi bao nhiêu người, người ta cũng đi công trường nhiều, người ta cũng làm mà người ta vẫn có tình yêu. Còn cái lý do nào khác không? Nói chung em cũng quen, nhưng mà ví dụ đi công trường nhiều á, tính em thì cũng không thích nhắn tin nhiều nên người ta... Em lười nhắn tin đó chị. Nhưng có gọi điện không? Cũng có gọi điện. Thích quen mà không nhắn tin rồi thì rồi làm sao rồi kết nối với nhau như thế nào? Chứ đâu phải lúc nào mình cũng gặp nhau được đâu. Ví dụ công việc nhiều khi cả tuần mới hẹn nhau, cuối tuần đi chơi rồi không lẽ nguyên cả tuần là không nhắn tin cho người ta luôn hay đứt liên lạc là đúng rồi. Trời ơi, sao hai bạn của tôi hôm nay có tư tưởng nó lạ quá, hèn chi. Thế em phải quan tâm mỗi ngày sáng là em ăn gì chưa, em đi làm rồi này kia. Đúng không? Ít nhất một ngày cũng phải ba cử, sáng, trưa, chiều giống như em ăn cơm vậy thì mới là gọi là mối quan hệ yêu đương. Chứ giờ không lẽ cả tuần mới gặp nhau lần rồi không nhắn không gọi gì rồi cả tuần mới gặp thì làm sao mà kết nối được với nhau? Mà giờ muốn lấy vợ chưa? Muốn rồi chị. Muốn rồi. Dạ. Đó giờ có nắm tay ai, có hôn ai cái nào chưa? Nắm tay thì có nhưng mà hôn thì chưa. Hôn là chưa. Hôn má có chưa? Chưa. Chưa luôn. Má chưa sao tới môi được? Thôi khỏi hỏi câu sao ha. Trời đất ơi, khổ ghê đi trời ơi. Có nhìn thấy một anh nào mà trong người mình xao xuyến chưa? Không, bình thường chứ không có. Chắc không có. Ôi sao 34 tuổi mà chưa xao xuyến gì luôn hả? Rồi bây giờ em thí dụ như em muốn lấy vợ rồi thì em muốn lấy một cái người vợ như thế nào? Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung là biết nói chuyện với lại biết tiếng trên nhìn dưới được rồi chị. Với lại chung thủy rồi đó. Chung thủy. Dạ. Rồi cô này là chung thủy đó. Cô chia tay bạn trai trước là tại bạn trai trước không chung thủy. Nhưng mà về ngoại hình thì như thế nào? Có cái chuẩn như thế nào không? Cao thấp mập ốm tóc tai quần áo hiện đại hay cổ điển? Cao 1m55 trở lên được chị. 1m55 trở lên, rồi. Nói chung là anh mặc cũng không có hở hang quá. Không hở hang quá, có phải gu thích truyền thống phải không? Rồi gì nữa? Em không thích con gái xăm hình. Trời ơi, cô xăm bự quá trời, ngay trước ngực thấy chà bá luôn. Xăm ví dụ xăm kín thì được chị. Nghĩa là xăm một mình em coi thì được, xăm mà người ta coi là không được. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Rồi tôi nói vậy phải đúng luôn á hả? Hiểu rồi. Em có xăm gì không em? Dạ không ạ. Nhớ có xăm chỗ kín một mình ảnh coi, đừng có xăm lộ ra nha. Dạ vâng. Vậy thôi đúng không? Tiêu chuẩn như vậy thôi đúng không? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm một người là mẫu người đàn ông của gia đình. Trong tất cả các vấn đề thì phải đặt gia đình lên đầu tiên. Và chung thủy, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Hỏi chỗ này cái đã, có biết làm việc nhà không? Chắc biết chị. Chắc biết là biết hay không biết? Cũng biết chị, nhưng mà là biến làm. Dạ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy vợ về thì có làm hỗ trợ cho vợ không? Có chị. Chắc không? Chắc. Chia đều ra nha. Dạ. 50-50 nha. Biết nấu ăn không? Cũng biết nấu chút chị. Chút, thôi vậy cũng được rồi. Còn gì nữa không em? Anh có mập không anh? Không mập. Em thích một người mập. Trời, lạ vậy. Anh này là dân thể thao, chơi các môn thể thao cho nên là anh không có mập lắm đâu. Anh là vừa người chắc chắn thôi. Đâu có đem hình ảnh gì theo không? Có hình chị. Đâu cho chị mượn coi hình của em coi. Trời ơi sao đông người dữ vậy, nhìn lóa mắt làm sao mà lựa ra được. Trời ơi trời, năm cô đó kiếm đi, đưa hình này chục cô là rối luôn. Rồi ảnh trọng trọng á, kiếm ảnh đi. Roi, chơi các môn thể thao, 34 tuổi. Ai? Cô này hả chị? Tại sao chọn cô đó? Thích cô đó phải không? Được không? Gả luôn cho. Em nghĩ là nghe tiếng thì giống cảm nhận như vậy. Ủa, nghe tiếng mà nhìn hình biết luôn hả? Hay quá. Rồi cầm hình đi để ngồi nhớ ra có phải không? Kiếm ra anh đó chưa? Anh này hả chị? Sao biết anh này? Tại vì chị nói roi nên em. Hay quá vậy ta, sao anh nào cũng roi mà hai người này hay dữ vậy trời. Rồi xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để mình kiểm tra xem cái ngày hôm nay mình cảm nhận đúng hay sai nha. Rồi bây giờ thì cánh cửa sẽ tim sẽ được mở ra.
chị. Chào em. Đúng không các bạn? Chắc đúng rồi. Chắc đúng mà đúng còn chắc nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá, vỗ tay cho hai bạn nha. Đó. Thằng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. Mét 63, ngồi xuống đi cưng. Em cao mét mấy? Dạ em 1m52. Mét 52 rồi, vậy được rồi, đạt chuẩn rồi đó. Em cũng có món quà tặng anh. Này là quyển sách, với lại quyển sách này thì em thấy nó nhiều thông điệp rất là hay nên em muốn gửi nó tới anh và cái này. Rồi cảm ơn em. Rồi sắp thì thấy rồi còn hộp quà gì nữa vậy, cúi ra coi người ta tặng mình quà gì. Cái đó bí mật mà. Bí mật cái gì biết nữa, lên đây còn bí mật nữa. Cái đó là bức tượng ông bà già và trong bức tượng này là em thấy hai ông bà rất là hạnh phúc và về già người ta rất là bình yên. Và em mong rằng là sau này anh cũng, người phụ nữ của anh cũng được như vậy. Rồi cảm ơn em. Yeah. Sau này anh cùng em đi, anh cùng người phụ nữ của anh nữa, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi thôi, một món quà rất là ý nghĩa. Đọc đi, tôi thấy cái chủ đề này rất là đúng với hai bạn luôn. Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Em cũng phải thay đổi nữa, ai đâu mà 34 tuổi mà còn trong trắng thơ ngay vậy. Làm sao mà có kinh nghiệm lo cho vợ cho con được. Nhát quá, mạnh mẽ lên. Đó, em cũng vậy, phải thay đổi chút xíu ra. Cuộc sống mình mới thay đổi được. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút xíu nè. Trước tiên là hồi nãy cổ đã nói quan điểm tình yêu của cổ rồi. Thì quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Em nghĩ là khi mà yêu thì nếu mà mình xác định thì tiến tới hôn nhân. Xác định tiến tới hôn nhân. Em quen bao nhiêu lâu thì em nghĩ mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu một mối quan hệ khoảng 1 năm á chị. Tìm hiểu khoảng 1 năm. Bây giờ vấn đề của hai bạn còn một số cái là hai bạn đều là nhát nè. Hai bạn đang là ở xa nè. Thì một chút xíu nữa hai bạn hãy trực tiếp trao đổi thẳng thắn vô cái vấn đề chính. Đừng có hỏi lòng vòng vô những cái vấn đề cụ thể để xem mình có cái phương án hay không, có cách nào để mình có thể tiếp cận nhau nhanh nhất hay là không ha. Hai bạn trao đổi với nhau thì Tường sẽ ra ngoài ít phút cho hai bạn có cái thời gian tâm sự riêng. Và trước khi đi thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Filmer. Đây là một set khai vị tổng hợp của nhà hàng Phim Mường, trang trí rất là đẹp mắt ha. Nhớ ăn mấy đồ ăn thôi, đừng ăn than nha. Than là trang trí cho nó đẹp thôi, nhìn cho nó nóng nó hot. Rồi mời hai bạn thưởng thức đi ạ. Nhớ ăn rồi trò chuyện tự nhiên với nhau một chút xíu cho Tường quay lại nha. À, xin lỗi hồi nãy anh không nghe rõ tên em tên gì nhỉ? Dạ em tên Sáu. Sáu. Dạ. Anh tên gì em cũng quên mất rồi. Anh tên Dương. Dương ạ, dạ vâng. Sáu ở trong này có anh em gì không? Dạ có, em vào đây ở với anh trai. Anh trai. Dạ. Anh trai cũng ở với Nhân Trạch luôn hả? Anh trai em ở Long Thành, trước thì em ở chung với anh trai nhưng mà sau đó em mở quầy thuốc thì em ra ở riêng mình. Dạ. Anh ở chỗ nào? Anh trên quận 12 á. Trên Sài Gòn thì xa quá, em ít khi em đi lên ở trên này, em không biết đường ở trên này. À. Dạ. Anh cũng ít khi xuống với Nhân Trạch. Vậy xa quá hả? Mời đi em. Dạ, em mời anh. Ủa vậy em bán thuốc vậy là bán chắc là không có thời gian, ít thời gian nghỉ hả? Dạ bình thường thì có chuyện gì thì em vẫn đóng cửa em ra ngoài được. Nhưng mà có khi em lười á, em lười ra ngoài lắm. Nên hầu như là thời gian của em là ở nhà em bán thuốc không ạ. Nãy anh làm gì em quên rồi. Anh làm bên bên điện đó em. Điện bên nhà máy, máy tự động hóa, hệ thống bên nhà máy. Là công việc của anh lại đi nhiều hả? Ừ, cũng đi nhiều trước đi nhiều. Vậy thời gian anh dành cho gia đình là có nhiều thời gian không? Nói chung cũng lâu lâu cũng gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thôi. Ừ. Anh làm như vậy thì thứ bảy chủ nhật anh có được nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Anh có gì hỏi em được không? Em ăn đi. Dạ. Anh cũng ăn đi. Ừ. Hồi sáng là em chạy xe lên trên này hả? Dạ em chạy xe Honda đi. Em đi với bạn em với là... Dạ. Anh đi với ai? Anh cũng đi với bạn. À dạ. Còn em ở Quảng Bình là ở chỗ nào? Thì em ở huyện Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh. Anh ở huyện nào? Anh ở Cẩm Thủy, trên chỗ suối cá. Sao rồi, nồi nói cái gì mà tôi ở ngoài tôi ngóng lỗ tai tôi nghe mà tôi không nghe được một cái gì luôn á trời. Nãy giờ có vô gì chuyện tình yêu chưa? Chưa chị. Trời chứ nãy giờ nói chuyện gì vậy? Hỏi thăm. Trời ơi, thiệt luôn á. Ăn rồi ăn ngon không? Cũng ngon. Ngon, hồi đó giờ có ăn món Nhật lần nào chưa? Chưa. Chưa. Rồi còn em? Sao em? Dạ em thấy đồ ăn cũng ngon ạ. Đồ ăn ngon nhưng mà nãy giờ sao cũng ảnh nhát rồi em cũng anh em có tìm hiểu được cái gì ảnh vô đời tư ảnh chưa? Dạ cũng chưa chị ạ.
Trời đất ơi, rồi làm sao mà tìm hiểu, sao mà đi tới hẹn hò được. Bây giờ chị hỏi thiệt em nè, em làm tiệm thuốc, chị bán thuốc thì chị nghĩ 10 năm trời, bao nhiêu người đi qua đi lại, đâu phải ai cũng có chồng có vợ đâu đúng không? Thiếu gì chàng trai độc thân vô đó, tại sao lại em không tìm được một người nào cho mình, hay là em bị cái gì, hay em có cái suy nghĩ gì hay như thế nào chứ làm sao mà không có người được? Thứ nhất thì em chuẩn girl á, và thứ hai là... Thứ nhất là sao? Em chuẩn girl chị, tại vì nhiều người kêu em là bị BD hay gì, bị BD hay gì đó mà tới giờ chưa lấy chồng á. À, dạ. Em là chuẩn girl, chị thấy em đúng là chuẩn rồi, tại vì em rất là thùy mị nè. Cho nên chị không tin là em không có một đối tượng nào mà tia em. Cũng có nhiều người nhưng mà em cảm thấy chưa có ai làm cho mình hài lòng. Lý do? Ủa, có em có bị bất mãn đàn ông hay gì hay? Hay sao vậy? Dạ không ạ. Tại sao? Tức là những người em gặp thì em chưa có cảm tình thì em sẽ không quen. Nhưng mà cái đó em không thích người ta, nhưng mà có anh nào cua em không? Nói thiệt đi. Dạ có. Cua là cua làm sao? Ví dụ người ta làm sao? Thì người ta xin số điện thoại xong rồi đi ăn, đi uống nước. Thì em không thích thì em không đi. Chưa bao giờ cho ai một cơ hội nào hết? Dạ cũng có, nhưng mà em đi ăn cũng có đi ăn, xong đi ăn về thì em cảm thấy mình không có tình cảm thì em dừng lại ở đó. Trời ơi em ơi, cái gì cũng phải có cái thời gian, phải chịu khó. Một lần một sao mà em nhận xét được con người được đúng không? Phải 5-3 lần, 7-10 lần chứ một lần sao mà được. Thôi được rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị rình rập, chị nghe hoài tụi em nói không chuyện được gì, thì chị có thấy là có người thân của tụi em đi theo. Thì bây giờ chị sẽ mời người thân của tụi em vô. Nhiều khi họ thân với tụi em, họ sẽ cho chị một cái vài thông tin gì, chứ nãy giờ chị tức cái cặp đôi này quá. Trời ơi, bố 34 tuổi còn trong trắng thơ ngay luôn. Mời người thân của hai gia đình vô góp vui câu chuyện, chứ chị căng thẳng quá. Đương ơi. Rồi, chào, dạ, chào anh. Rồi, mình là sao của bên Dương ạ. Chào chị Cát Tường, rồi chào tất cả. Thì Dương đây là bạn học chung đại học với em. Nói chung là bạn Dương này rất là hiền hòa, rất là nhút nhát, lên đây nhìn run vậy thôi. Nhưng thực chất là đi ra chơi ngoài là anh em cũng đi rất là nhiều. Mà có con gái không chứ đi với mấy anh không? Con gái chứ không. Mà cũng vậy đó, đi con gái sao không có bạn gái nào xưa giờ chưa hung cái nào, chưa nắm tay cái nào. Bạn thân mà sao để cho bạn thân của mình nó như vậy? Tại vì môi trường làm việc trước đây đi học ngành điện tử cho nên là cũng còn là con trai không là nhiều. Đó, rồi sau ra đi làm công trình điện này nọ kia, rồi công trình thì cũng tiếp xúc nhiều cho nên là nhiều lúc đi chỗ này chỗ kia liên tục. Chứ thực chất là bạn này là cũng làm rất là manly chứ phải không? Manly là một chuyện, manly giờ này chưa hung cái nào manly gì. Hôm nay là phải lên chương trình nhờ chương trình là mai mối cho một cơ bản là bạn này là cũng có công việc ổn định. Thì mình thấy thì cũng được. Bạn Dương coi sao thì hai bạn tạo cơ hội cho nhau. Bảo vấn đề giờ là Dương là người là nam, đúng không? Em đồng ý với quan điểm của chị Tường không? Đúng rồi. Dương phải mạnh mẽ, Dương phải đó, người ta phụ nhưng mà đừng run chắc đó, người ta phụ nữ truyền thống. Bây giờ Dương phải là người chủ động, phải lập kế hoạch. Nếu mình muốn mình phải có cái kế hoạch, mình phải có chiến thuật, mình phải có thời gian, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả, đúng không? Chứ cứ vậy hoài làm sao mà được. Chị chỉ cho cơ hội gặp nhau thôi, chứ chị đâu thể nào mà chị làm gì thêm được nữa. Cho nên là tụi em trách nhiệm bạn bè là phải push Dương, phải xúc tiến cho Dương nhiều. Đồng ý không? Đồng ý. Đó. Rồi, giờ còn em gái là sao của Sáu? Dạ, em là em họ của chị Sáu ạ. Rồi. Em cũng ở chung với chị Sáu được 2 năm nữa. Ừ. Nên em biết chị Sáu rất là hiền và chị ấy rất là độc lập, tất cả các công việc của chị ấy và tự làm chủ được luôn. Cho nên trong cái chuyện tình cảm của chị ấy thì chị ấy rất là thận trọng. Cho nên là để bước qua chữ thận trọng đó thì cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho chị Sáu một lời khuyên, một lời khích lệ nè. Chị ơi, bây giờ em nhìn bạn trai bên này cũng rất là được ạ. Roi nhưng mà sau này về chắc là chị vỗ béo lên được á. Cho nên chị hay chị cho nhau một cơ hội đi. Rồi về mình thông thỏa sau. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Rồi bên này có vợ chưa? Chưa luôn chị. Chưa luôn hả? Được không? Tôi không mấy hai người này xuống, tôi mời hai người này lên ngồi luôn. Rồi thôi giờ cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đó, vậy vô lại vấn đề mình nè. Bây giờ mình cho hai bạn thoải mái một chút nha. Cho hai bạn chơi một cái mini game nhỏ nhỏ. Bây giờ mình bốc thăm ha. Bốc thăm trúng thưởng ha. Trúng cái phần thưởng gì trong này thì mình sẽ hưởng cái phần thưởng đó ha. Đồng ý không? Dạ. Yeah. Rồi, mỗi người bốc một lá đi. Đọc lớn lên yêu cầu của chương trình. Bạn gái đọc trước đi cưng. Bạn có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do tại sao? Ở cho chị buồn thôi. Đọc sao thiếu chữ gái của người ta vậy cưng? Trời ơi, bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không? Và lý do gì sao? Rồi trả lời đi cưng. Em trả lời ạ? Bạn gái đàng hoàng mà em trả lời chữ bạn không có chữ gái chồng. Dạ em xin trả lời câu hỏi này là em không chấp nhận sống thử trước hôn nhân.
Lý do thì tại vì em cảm thấy là cho dù có chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ cũng là người chịu tổn thương rất là lớn. Tại vì em cũng là một người rất là dễ bị tổn thương, nên em sẽ không cho phép bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Và em quyết định là không sống thử. Không sống thử. Em có đồng ý hay là có suy nghĩ gì về quan niệm của bạn gái không? Thì em đồng ý chị. Em đồng ý phải không? Thí dụ em gặp một người bạn gái mà bạo dạn hơn mình, rồi bạn gái cho mình có thử không? Thử với chị, thử với chị. Trời ơi, đó. Nãy giờ tôi thấy có ông nói con câu này là thẳng thắn mạnh mẽ thôi à. Rồi đọc câu hỏi của mình đi nè, tưởng em nói không luôn chứ. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Đó, cái này yêu chương trình yêu cầu phải Cát Tường. Đừng nói Cát Tường lúc nào cũng bắt yêu cầu. Hồi nãy nghe đồn chơi thể thao dữ lắm mà. Làm đi cưng. 10 cái em gái đếm giùm đi em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bonus thêm cũng được. 9. Đó, người ta bonus thêm kìa. Thôi được rồi, để ụp mặt xuống dưới luôn, khổ lắm nè. Bây giờ á, mình thể hiện tài lẻ đi, mình hát hò văn nghệ cho nó vui. Còn cái chuyện về tình cảm, cảm xúc hai bạn dành riêng cho mình, và một lát chỉ đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Ai hát trước? Anh đi. Anh đi, mạnh mẽ lên anh. Mời anh. Hà Nội mùa này vẫn như cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ, lặng lặng thu bay, một cõi đi về. Em xin hết. Rồi, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không ai vỗ tay hả? Tới phiên em. Dạ, vậy thì em xin hát một vài câu thôi ở trong bài Cảm ơn tình yêu. Rồi. Lặng yên nghe con tim với yêu thương đồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi lặng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Rồi, nhẹ nhàng sâu lắng, cái style âm nhạc cũng gần giống nhau. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người 30 giây nữa, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Bạn trai chưa bao giờ nắm tay bạn gái một lần nào. Bạn có thể xin bạn gái được phép nắm tay qua trái tim này. Xem thử có một cái luồng điện nào đó, cái luồng điện âm dương nào nó truyền qua hai bạn hay không. Mời hai bạn. Anh nắm tay em được không? Em phải chồm qua, tại vì mỗi người đều phải chồm nó mới tới được. Cái này để sau được không chị? Trời ơi, cái này cái nắm tay giống như cái bắt tay. Em gặp khách hàng em nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi em. Không có cái gì mà nó lớn lao đâu. Chị nào hung nhau kìa. Nắm tay đi cưng. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây để cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Có điện giật không anh? Cũng hơi run run xíu. Rồi, được rồi các bạn. Bây giờ hai bạn đặt tay vào nút bấm và sẽ nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, hai bạn đưa ra quyết định của mình và mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút có nghĩa là mình cho nhau một cơ hội để được tìm hiểu. Còn thật sự nếu mình có cảm xúc, mình có chút tình cảm, hoặc thật mình chưa cảm nhận được cảm xúc nhưng bằng lý trí mình suy nghĩ rằng cái đối phương này có thể là một cái người mình nương tựa được, có thể là một người phù hợp với cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm, thì mình cho mình cơ hội. Mỗi người tự đưa ra quyết định của mình nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Chắc là em xin lỗi anh nhé. Thì này em cũng nói là tại vì cái khoảng cách á, cái khoảng cách của em với của anh ấy là hơi xa. Thường là cái tính của em thì nó cũng hơi khó một xíu, là cái bạn trai nào phải thật mạnh mẽ, kiểu là hơi lì một xíu thì mới lại có thể là làm em gục ngã được. Còn tại vì em thấy anh này cũng hơi nhát á, mà em cũng nhát thì em sợ. Cũng có thể cái cảm nhận của em cũng đúng. Cảm xúc của em như thế nào? Thì em nghĩ là tới đây cũng là cái duyên anh chị. Thì mình cũng nhấn nút để cho một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Thì không ấy thì mình cũng làm bạn thôi. Em thì rồi, cảm ơn hai bạn. Không có gì ạ. Mời hai bạn đứng lên ạ.
Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai em ha sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em trai phải cố gắng mạnh mẽ hơn xíu nữa nha. Mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn. Mình với lại mình thanh niên mình phải luôn chủ động trong mọi công việc thì các cô gái mới yên tâm để mà dựa vào. Đó, riêng em cũng vậy, thì em thì phải mở lòng ra một chút cho mình cái cơ hội ha. Cuộc sống phía trước còn rất đẹp, sau này biết đâu em tìm được một nửa yêu thương của mình rồi em mới nghĩ trời ơi sao mình lại ở không một thời gian dài như vậy. Rồi, cảm ơn hai bạn, đây là một món quà của chương trình dành tặng cho em để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Giữ sức khỏe em nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình và luôn ủng hộ cho chương trình. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi, các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào Tùng phải không? Chị khỏe không? Chị khỏe Tùng ơi. Quý vị khán giả có nhớ anh Tùng này không? Quý vị khán giả có nhớ anh Tùng không? Tôi nhớ nè, tên là Nguyễn Xuân Tùng nha. Cao 1m82, đẹp trai vời vợi, khoe đồng hồ luôn. Rồi, ghê chưa? Đó. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mẹ bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên càng ngon chắc rồi, ngon được. Có một cái cảm giác hình như là... sao Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này hay không. Lạc quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà tị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến này ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ, em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Mở cửa trái tim nha quý vị. Mở cửa trái tim. Trời gì nữa. Rồi. Mình đã từng gặp nhau, mình đã từng gặp nhau, mình đã từng gặp nhau. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi, mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không. Lạc quen hả? Quen hả? 1 chúc sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này coi Yến, làm em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Thì hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong tay đó, thì anh cũng mong em nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-1 làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-1, giặt và xả tất cả trong một.
Không có khoe. Sao Tùng? Không có khoe hả? Dạ. Sao Tùng ơi, bữa giờ Covid rồi mình có bị ảnh hưởng gì không? Rồi nghỉ dài phải không? Dạ có chị, ảnh hưởng cũng nhiều. Thì em bị thất thu trong mùa hè. Thất thu trong mùa hè à? Rồi giờ ở nhà làm gì cơ? Bây giờ em về nhà với mẹ em tránh dịch. Nhà mẹ ở đâu vậy? Dạ cũng ở Bình Dương nhưng mà cách chỗ em làm khoảng 30 cây chị. Kể chị Tường nghe coi, rồi lúc đó trên chương trình đó, rồi hai bạn ở chợ xong rồi xuống chương trình là mình bắt đầu qua lại quan hệ với nhau như thế nào, kể chị Tường nghe coi. Có hẹn hò được lần nào chưa? Trực tiếp đi chơi đồ được lần nào chưa? Dạ cũng có, cũng được 3-4 lần gì á, thì cứ tuần nào em cũng xuống, em chủ động em xuống, em với Yến đi uống cà phê thôi à. Có một lần thì đi ăn cùng với mấy anh chị em trong phòng khám của Yến làm chị. Có thấy ổn không em? Thấy hiểu nhau, thấy có hợp nhau không? Dạ thì nói chuyện thì cũng nói ra những cái vấn đề của bản thân, những cái mà khúc mắc nó chưa có được rõ ràng đó chị. Có cái khúc mắc trong những cái suy nghĩ đó chị, thì cũng nói ra để cho cả hai cùng có một cái hướng. Tụi em cũng vẫn trong cái giai đoạn gọi là tìm hiểu thôi, chứ chưa có gọi là chính thức là gọi là yêu nhau. Dạ. Nhưng mà cái khúc mắc của mình hiện tại là khúc mắc vụ gì vậy? Em thì thoải mái, em sao thì cũng được. Mà chỗ Yến thì Yến ngại là sau này, ví dụ Yến có hỏi em câu là sau này ví dụ như nếu mà mình có cưới, anh có chịu xuống Gò Vấp anh sống với em không? Thì em mới nói á, từ xưa tới giờ ông cha ta đã nói là tiền thì theo lái, gái chồng. Nhưng mà đối với anh á thì anh không có ngại sống ở bất cứ chỗ nào hết, miễn sao là ở chỗ đó mọi điều kiện tốt nhất cho mình thì mình sống. Em phân tích là nó ở giờ quê anh ở Bình Dương, nhà cửa anh ở Bình Dương, cuộc sống anh mọi thứ anh đã ổn định rồi, anh sinh ra và lớn lên ở đây và cái mối quan hệ anh cũng đều có. Bây giờ anh đi đến một nơi nào khác anh sống thì cái điều kiện sống của nó phải tốt hơn cái hiện tại anh đang sống ở đây, thì anh chấp nhận. Bạn đưa ra một cái giả định như vậy thôi. Bạn cũng có một cái suy nghĩ là sợ xa bạn bè đồng nghiệp ở dưới, ở xa quê em vô đây em làm cũng đã xa rồi, mà Bình Dương với Sài Gòn sát nhau, tình yêu đủ lớn thì em về anh sống với anh cũng được có sao đâu. Thì sau cái đợt cũng khó ha. Em cũng lên xuống, em cũng chủ động không. Nói chung là tối em đi xuống, thường là em xuống buổi tối không à. Tại vì Yến đi làm về buổi tối 5 giờ Yến về, thì ở Yến hẹn em là 7 giờ thì em cũng lái xe xuống, em đi 7 giờ em xuống dưới thì khoảng 8 giờ tới giờ mấy thì hai anh em cũng đi uống cà phê trò chuyện xong rồi khoảng 10 giờ mấy em về đó. Thì mỗi lần xuống là chỉ có như vậy thôi. Sau đợt đó là dịch chị, rồi Gò Vấp nó ngay cái ổ dịch nữa, không có tiện đi lại. Ngày nào em cũng chủ động em nhắn tin chúc Yến, rồi chúc Yến ngủ ngon, rồi chúc buổi sáng vậy đó. Trong cái thâm tâm em nghĩ thì mình chân thành. Đôi khi á, em cũng có một cái chút xíu hụt hẫng một chút. Em có hỏi là em có chút tình cảm nào với anh hay không. Yến nói thì em có. Trong cái chuyện tình cảm, tình yêu á, thì em cũng mong muốn là có một cái sự giao thoa qua lại giữa hai người. Đúng rồi. Thì em cũng có nói thẳng với Yến là nếu mà tình cảm thì phải có cái sự qua lại, thì phải có điệu. Em cũng không muốn ở một phía yêu thì xuất phát từ cả hai, còn nếu mà một phía thì gây áp lực cho mỗi bên lắm chị. Thì bản thân em vậy, nhưng mà bây giờ em với Yến vẫn giữ cái mối quan hệ là giữa hai người bạn, thì cũng có sự tìm hiểu lẫn nhau như vậy, chứ cũng chưa gọi chính thức gọi là yêu chị. Yeah. Em có tỏ tình chưa? Có, em nói em là bạn gái anh nha. Cái Yến cười, Yến nói hiện tại thì em cũng chưa có trả lời anh được, tức là chưa đúng thời điểm, chưa đúng lúc, tức là mới quá. Thì với cái sự cẩn trọng của bạn á, chắc phải tìm hiểu thêm về mọi mặt nó như thế nào thì bạn mới có thể là chấp nhận. Em cũng không biết nói như thế nào. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. Đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là
cái người đầu đất nước với cuối đất nước người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm là em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé, khi mà anh học lớp 2 mẹ đi làm là nói nhà anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ, tất cả những cái gì đó anh đều được thực hiện làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy từ Yến có cái trải lòng giống lúc nãy đó, thì nếu mà đến được với nhau á thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tụi chán lắm rồi. Có đứa con dâu hiền hậu nữa là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Từ lúc đó tới nay là được nhiêu ta? Dạ 3 tháng chị. 3 tháng mà vô dịch hết cả tháng hơn rồi. Nãy giờ chị nghe Tùng chia sẻ thì cái suy nghĩ của chị dày, chị thấy là chị rất là đồng cảm với em. Thứ nhất là chị rất là quý, bởi vì Tùng là ở xa. Bây giờ cái tuổi của mình nó lớn hết rồi, lúc tuổi nhỏ nhỏ đó, tuổi teen đó, nhào vô mình yêu xích đầu mẻ trán luôn. Mình trẻ đó, mình yêu mình không có cần nghĩ tới tương lai, mình chỉ yêu thôi. Nhưng mà tuy nhiên á, thường nó sẽ không có bền. Nhưng mà ở cái tuổi này của mình á, cái tuổi mình bây giờ lớn rồi thì Yến cũng vậy nữa, hai bạn đều là cái tuổi đã chín chắn trưởng thành và ai cũng có cái sự nghiệp riêng hết. Để yêu nhau rất là khó, bởi vì ai sẽ hy sinh cho ai đây? Tại vì người nào cũng có công việc, có sự nghiệp, thì cái tình yêu nó phải dữ dội lắm, nó phải đủ lớn thì người ta mới có thể là hy sinh vì cái người mình yêu. Trước mắt á thì chị nghĩ rằng là tại vì mình đang bị xui một cái là mình đang dính cái Covid, đâm ra nó cũng làm cho cái tình yêu nó cũng, cái sự tìm hiểu nó cũng bị trì trệ lại. Tuy nhiên chị lại nghĩ nha, nhiều khi trong cái mùa Covid như vậy đó mà có nhiều thời gian mình lắng động hơn, mình suy nghĩ hơn, kiểm tra lại xem là thật sự mình, ví dụ như là ở phía của Tùng, nếu mà Tùng thấy rằng là mình thấy quyết chí, mình nghĩ rằng là Yến rất phù hợp với mình thì mình cố gắng tập trung bỏ thêm một chút công sức nữa. Tại vì bản thân Yến là sẽ ngại, ví dụ như chị Tường cũng vậy. Bây giờ chị Tường yêu ai đó nhưng mà cái người đó ở xa quá, trong khi công việc sự nghiệp của chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ để mà cuốn gói ở đây mà để đi theo một anh nào đó thì đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ cân nhắc rất là nhiều. Mặc dù mình có thấy người đó được hết đó, mình thích người đó đó, nhưng mà yêu thôi, nhưng mà nghĩ tới để mà phải về chung một nhà thì phải suy nghĩ. Cho nên cái điều này là Tùng cũng phải thông cảm và cũng phải là tôn trọng ý. Nếu em thật sự em thương cổ, em quý cổ, em dành thêm một thời công sức thêm nữa, tại vì cổ không có từ chối. Tại chị nghĩ với cái tính cách của Yến, với cái công việc của Yến á, nếu mà Yến không thích em á, Yến đã từ chối luôn rồi. Đằng này cổ không có từ chối, có nghĩa là cổ cũng quý đó, nhưng mà cổ lại cái chuyện là cổ phải đi xa đó. Thì bây giờ cái quan trọng đây là cái tình yêu nó phải đủ lớn, mà muốn cái tình yêu đủ lớn thì mình phải có sự qua lại. Mà bây giờ đàn ông thì thôi ráng chủ động đi. Chị hiểu Tùng, chị rất thông cảm, nhưng mà mình chủ động. Và nhất trong mùa dịch này, sớm chiều sáng tối, cái nghề của cổ là cái nghề hỗ trợ nhà nước chống dịch nữa, nên là cổ rất cần cái sự động viên, quan tâm, an ủi. Thì em cố gắng làm đi, rồi khi mà cái dịch nó vừa qua một cái, mình tiếp tục tăng tốc lên, tốc lên, rồi mình quyết luôn, tăng tốc lên một cái, tới một cái thời điểm chín mùi thì mình tỏ tình lại một lần nữa. Đó, được thì mình là tính tiếp, còn không được nữa thì mới thôi, mình không có hối hận. Chứ bây giờ mà mình cứ tàn tàn á, rồi sau này mình cứ nuối tiếc là không biết cổ như thế nào, cổ chưa trả lời là mình vẫn còn cơ hội. Thì mình cố gắng quyết liệt lên để xem cổ có đồng ý hay không. Đó thì để mình biết. Đương nhiên cái tuổi này thì mình cũng không mất quá nhiều thời gian cho một cái mối quan hệ mà không có hồi kết.
Nhưng mà mình cũng phải cho người ta có đủ một cái thời gian để mà cảm được cái sự chân thành của mình. Cho nên là Tùng cố gắng thêm một xíu nữa nha Tùng nha. Hôm nay á, Yến nhưng mà Yến có coi được cái chương trình này, nghe được hai chị em mình tâm sự á, thì Yến cũng nên là chủ động một xíu. Và nếu có thích anh Tùng thì mình cho anh Tùng một cái cơ hội. Phụ nữ mình cũng mạnh dạn một chút cũng không sao đâu nghe Yến nha, không phải hết. Còn phía Tùng là phải cố gắng chủ động hơn nữa nha Tùng nha. Dạ ngày nào nói chung là em vẫn giữ, em vẫn cứ kiên trì chứ chị. Ngày nào em cũng nhắn tin, tối trước khi ngủ em cũng có gọi cho Yến nói chuyện chút. Nói hôm nay thế nào, hôm nay thế nào, mọi việc sao, có gì vui, có gì buồn. Rồi xong đó là chúc ngủ ngon. Mỗi ngày là đều như vậy, nói chung ngày nào em cũng đều đặn như vậy chị. Vậy là tôi quá tốt, như vậy là Yến thích em đó. Tin chị đi, như vậy là Yến thích em đó. Chứ phụ nữ không có thích á, người ta làm phiền lắm. Em cũng muốn mong muốn điều là nói chung là Yến có một cái quan tâm đến em một chút nhất định cũng được. Ví dụ lâu lâu không có cần mà ngày nào phải nhắn tin cho em đâu. Ví dụ lâu lâu nè, lâu lâu cái à nay anh sao, anh ăn cơm trưa hay gì đó thôi. Một cái nhỏ nho như vậy thôi là mình cũng thấy vui rồi chị. Dạ em tâm sự với chị á, là trong cái thâm tâm của mình á thì mình cũng muốn người con gái đó có một chút xíu gì đó gọi là quan tâm đến mình á, mình cũng hiểu rồi chị, hiểu rồi. Chị hy vọng là ngày hôm nay nếu mà Yến nghe được tâm sự của hai chị em mình á thì Yến sẽ cảm nhận được cái tình cảm của em. Thì thôi bây giờ vẫn còn đang trong mùa dịch thì chị chúc cho tất cả em cố gắng được mình giữ gìn sức khỏe nha, rồi vẫn giữ cái mối quan hệ, cố gắng thăm hỏi nhiều hơn nữa, rồi hết dịch là mình sẽ tấn công mạnh mẽ lên. Rồi có tin vui gì nhớ báo cho Tường biết nha Tùng nha. Cố lên nha Tùng, cố lên. Em cũng chúc chị nhiều sức khỏe. Okay, cảm ơn Cường. Dạ. Rồi hẹn gặp lại một buổi chiều vui vẻ. Ok, cảm ơn em. Bye bye. Chàng trai tiếp theo trong series ngoại truyện đặc biệt này là anh chàng BT nhút nhát, thật thà Đinh Thanh Sơn. Với ngoại hình điển trai, tính cách hiền lành nhưng đã mạnh dạn tiến tới bấm nút cô gái vốn không được sắp xếp của mình. Cuộc sống hiện tại và trạng thái tình cảm của Sơn ra sao? Mời khán giả cùng lắng nghe anh chàng chia sẻ nhé. Giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm yếu của em hơi cẩu thả. Trời đất ơi, cẩu thả là cẩu thả làm sao? Cẩu thả về sinh hoạt, hay quên. Em hay tự ti. Giao tiếp trước đám đông quá vậy? Vì nghe rung rung quá vậy? Rung lắm, rung mà. Đâu? Mà cái cơ mặt giật vậy nè. Mai mốt người ta xách theo hai cục tạ đi theo để quay cho nó tự tin lên. Sao? Điểm mạnh có điểm mạnh gì? Điểm mạnh em chơi được tất cả môn thể thao. Ví dụ? Giờ chơi đá bóng, bóng chuyền, bơi rồi. Bây giờ gym có động tác nào, tập gym, tập đồ gì biểu diễn vài động tác tôi coi thử coi tôi tin tưởng không tôi mới book show chứ. Đơn giản nhất thì mình hít đất. Thôi hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Đúng, em không? Em ý kiến là hít đất là dễ nhất. Thấy chùa to như vậy mà. Ông này gian ha, cái mặt gian dễ sợ. Đâu, em bảo em định gợi ý cho bạn. Rồi, mời em. Hít bao nhiêu cái vậy? Hết khi nào gục thôi. Ghê. Chuẩn à. Trời hết sâu dữ. Chuẩn vậy trời, BT mà. Trời ơi. Cơ lên nè. Trời ơi quá sức luôn. Khúc nào là khúc đó luôn. Wow. Tốt, máu bơm lên não. Hết rung chưa? Được ha. Đúng rồi, hít đất xong đỡ rung hơn. Ngoài lúc đi làm ra mình rảnh mình làm gì? Dạ em hay chơi game. Chơi game. Dạ. Trời ơi. Tuần thì hay đá banh với bạn bè. Rồi chuẩn bị tiền để lấy vợ chưa? Chuẩn bị được ít. Tiết kiệm được nhiêu rồi? Chị hỏi thiệt mà. Tâm sự đi, trải lòng đi. Tâm sự đi. Chị bấu tay bấu chân vậy chị không có mượn tiền đâu, hứa luôn. Chị giúp đỡ với hỗ trợ không à. Cũng được 300. Trời ơi ngon lắm. Làm gì gồng quá vậy? Dạ cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chích queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao cảm nhận sao? Tay bạn ấm. Tay bạn ấm quá hả? Em cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc mình như thế nào? Anh xin phép. Dạ. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm?
hai bạn gì kỳ vậy ông, có mình tay ông lạnh à. Sau khi tham gia chương trình xong thì em thấy cuộc sống cũng như mọi khi, nhưng mà có nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè. Bạn bè nó thấy rồi nó kêu hôm nay em muốn nổi tiếng hay sao đi tham gia. Thế em nói là tôi có đâu lên đây là tìm người yêu, nhưng mà không được. Nhiều người thắc mắc là tại sao em lại tham gia chương trình. Thì em cũng nói là thì em thấy xem cũng theo dõi kênh nhiều và thấy chương trình khá thú vị nên em cũng muốn lên, nếu mà may mắn là gặp được người yêu hay gì đó thì thấy cũng vui. Sau năm cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định. Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm. Em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Anh vậy tại vì cảm xúc của em lại là kiểu như chắc là em nên làm bạn trước nữa. Dạ. Chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Em cũng ngạc nhiên về kết quả này. Hai anh đều bấm em hết trơn luôn mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết. Sao anh? Em không có ấn tượng ạ. Nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ cần thời gian hơn nên là em nghĩ là nước này là không hợp lý nên là không. Vẫn giữ lập trường phải không chị? Mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình yêu. Không, nhớ chưa? Vâng. Cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới. Hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc, thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? Dạ nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra. Vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Được cái cảm giác mà khi mà mình bấm chọn người ta không chọn mình như thế nào anh? Cũng hơi buồn đúng không? Tại vì đúng cái người mà anh tìm này, cái không phải là ngoại hình nữa, nhưng mà cái cách mà như là yêu động vật hoặc là nấu ăn gì bạn có, với cái cách bạn nói chuyện rất nhẹ nhàng, bạn nhìn trắng. Cái lúc mà bạn đưa cho anh cái bánh đầu câu á, cái món đó thực sự rất là ngon và cũng là món anh thích. Đúng những cái hành động đó thì làm cho anh ấn tượng rất là tượng. Nhưng mà nếu mà cho anh cơ hội thì anh sẽ tỏ tình cực kỳ hơn. Tại lúc nãy mẹ Trúc cũng có kêu là mời anh qua ăn cơm rồi. Cô thấy như thế nào về hai chàng trai nè? Thì cô thấy hai đứa bé nó cũng ngoan, nhưng mà nó không thuộc trong tầm tay của cô, quyền lựa chọn đâu có được. Cô, thằng bé mặc ở bên xanh nó cao hơn bé bên áo đỏ. Bên đỏ ha. Bên này thì nếu nhát, bên kia thì nói nhiều hơn. Nó nếu mà ở trên đồ để hoàn hảo, bên xanh á thì nên nâng lên xíu, bên đỏ thì nhún xíu, thì con gái đứa nào nó cũng thích hết. Chính giữa hai đứa đó đi là nó chọn ngay. Sau khi trường xong thì em về có nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi, em chưa đề cập tới vấn đề đó. Xong rồi lúc đó bạn cũng chia sẻ là tại vì bạn bị bối rối cái giữa cái mà ngồi ghế xanh với cái đỏ, quan tâm đến cái đỏ là không để ý tới ghế xanh á, nên cái lúc mà em bấm thì bạn hơi bất ngờ. Bạn cũng chia sẻ thì bạn lúc mà nhìn em thì bạn cũng có cảm tình, lúc đầu bạn cũng hơi ngại, nhưng mà về nói chuyện thêm một hai hôm thì em có dẫn bạn nói chơi đồ, cũng đi ăn uống này nọ. Và hôm sau em qua nhà bạn chơi thì em cũng tỏ tình luôn. Mẹ bạn nó có đề cập tới vấn đề của em là tới bây giờ tiến tới hôn nhân, tại vì gia đình em đang có gặp trục trặc về đang gặp về tang của ba em nên dự định phải
trong vòng hơn một năm sau thì để hai đứa tìm hiểu một thời gian rồi em mới có thể tiến tới hôn nhân được. Đến bây giờ em quen Thảo Trúc là em thấy cảm thấy là một cái duyên khi mà em tham gia chương trình này. Mặc dù là không trên trường quay bạn không chọn em, nhưng mà nếu mà mình thích một người thì mình cứ tìm cách tỏ tình, biết đâu đó là biết đâu là gặp được may mắn. Qua lại quan hệ với nhau như thế nào, kể cho tường nghe coi, có hẹn hò được lần nào chưa? Thảo Trúc cũng hơi nói chung là còn hơi con nít, nhưng mà tính bạn thì thật thà, cũng dễ gần nữa. Ưu điểm của em là em làm tốt công việc được giao một cách chỉnh chu và em tự tin trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của em á thì em nóng tính, với lại là em không biết đùa giỡn, thỉnh thoảng em hay lười. Tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua một mối tình cách đây 3 năm. Được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng ạ. Người đó là gia đình em kiểu như là làm mai với nhau kêu em. Xong cái trong quá trình tìm hiểu xảy ra nhiều cái xung đột, xong rồi không có tiếng nói chung. Xung đột là xung đột như thế nào? Ví dụ như trong một vấn đề đi thì em với anh nói chuyện là anh đó sẽ cãi lộn như là cãi với thắng em luôn, chứ không có nào nhường nhịn em được. Kiểu như là nói với nó chứ hơn có được chứ không có nhịn em, nên là em thấy nó kỳ kỳ đó. Ai là người đề nghị chia tay trước? Dạ em ạ. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hai em? Dạ. Lý do gì mấy năm nay là không có một thêm một cái mối quan hệ nào khác? Dạ tại vì em nghĩ như nè, kiểu như là mình quen là mình phải xác nhận là mình cưới thì mình mới hẳn quen, chứ đừng có quen linh tinh nó kỳ lắm. Yêu là phải hướng tới cưới là dạ dạ đúng rồi, yêu là phải hướng tới cưới chứ đừng có quen chơi chơi. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi, tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. Cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó, mà kiếm được kẻ thù rất là dễ, nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường, cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó, tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Lỡ như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được. Mẹ em có xem và em cũng nói là em đang quen theo bạn Thảo Trúc, và mẹ em nói là nếu mà lần tới mà về nhà thì dẫn bạn Thảo Trúc về nhà. Món này là ai làm? Dạ em làm mà, em dậy sớm em làm á. Em ok, cảm ơn Trúc. Cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi. Sao cảm nhận như thế nào? Rất là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ trong da chánh có lẽ phù hợp ha. Cô rồi cô cũng xem chương trình á, xong rồi hôm đó thì cô nói cho cô tin, cho cô số liên lạc để cô gọi điện nói chuyện. Tại cô thấy Trúc dễ mến á, thấy em thấy Trúc rất là quan tâm gia đình, rất là thương gia đình, rất là lễ phép. Anh nói nó là tiếng trên nhường dưới. Ngoài thời gian gặp nhau thì chắc 24/24 là thường xuyên nhắn tin á, khoảng giờ sáng hoặc giờ trưa hoặc giờ chiều, những cái giờ mà rảnh rỗi của Trúc á, tại vì Trúc có đang phụ gia đình, bán cơm ở nhà. Em có tỏ tình chưa? Em không biết em tỏ tình lúc nào nữa, nhưng mà hôm đó sau em qua em nắm tay, rồi thời gian sau không biết là quen nhau lúc nào luôn. Em nắm tay rồi lúc đó em nói là năm sau anh cưới em nha, xong rồi Trúc mới bảo là thật. Anh có thật không? Em bảo là thật, thật sự cái gì đó mà không biết. Em nắm tay Trúc đồng ý, em nghĩ các bạn đồng ý rồi. Xin chào mọi người, em là Thảo Trúc của tập 11 chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Sau chương trình em có nhiều niềm vui hơn và em có thêm được những mối quan hệ mới. Hôm trên sân khấu mặc dù em may mắn được cả hai anh bấm nút chọn em, nhưng mà do lúc đó em không có ấn tượng sâu sắc với anh nào hết nên là cảm xúc của em không hướng về ai cả. Sau hôm quay hình thì em có nhận được lời mời kết bạn Zalo của cả anh Sơn và anh Cương, nhưng sau đó chỉ có anh Sơn liên lạc với em thôi. Và sau một thời gian tìm hiểu cũng như là trò chuyện, em nhìn thấy được sự chân thành của anh Sơn nên em quyết định đồng ý hẹn hò với ảnh. Em cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau. Em chúc chương trình ngày càng thành công. Ok, cảm ơn Cơn. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi
vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé, và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Khán giả ơi, chúng ta hãy tải app Netlove để được đón xem chương trình nha quý khán giả. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy giữ gìn sức khỏe nha quý khán giả thân yêu.